Làm thế nào để bớt tự ái? Làm thế nào để bớt nổi điên lên khi mình ngồi với cái đứa con của mình? Phụ huynh là người gieo nhân, con cái nó mới trở thành quả được. Các bạn phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì mới luyện được cái năng lực xử lý cảm xúc của mình. Cái hành trình rèn mình trước khi rèn người là một hành trình rất quan trọng. Vì chúng ta là người gieo nhân, phụ huynh là người gieo nhân, để rồi cái đứa con nó nhìn vào đó, nó học tập từ chính những cái nhân chúng ta gieo đó, thì rồi một ngày đẹp trời con cái nó mới trở thành quả được. Các bạn hình dung ha, rèn mình trước khi rèn người. Thì đây là bốn lời tuyên thệ: tôi kỷ luật với chính tôi đồng hành cùng đồng đội, tôi trung thực đến tận cùng và tôi phục vụ vô điều kiện. Mọi giáo viên và mọi học sinh khi bước vào đều phải có cái bốn lời tuyên thệ này để mình cam kết mình đi suốt cái hành trình. Cha mẹ là nhân, chúng ta gieo nhân gì? Gieo nhân xây dựng môi trường sống, ba báu vật cho con. Thầy hiền trí, tủ sách hay, nhóm bạn tốt, cha mẹ phải trở thành bậc thầy của con mình. Ít nhất cũng phải bậc thầy về đạo đức. Có thể chưa được bậc thầy về trí tuệ, nhưng phải bậc thầy về đạo đức. Tủ sách hay, tủ sách tinh hoa và nhóm bạn tốt. Chúng ta phải kết thân và thấu hiểu với con của mình, chứ không phải là áp đặt nha. Không phải bảo bọc quá đà và áp đặt đều không tốt. Và cuối cùng làm gương và hướng dẫn con. Làm gương trước và hướng dẫn sau. Rất nhiều phụ huynh bị một cái lỗi là hướng dẫn trước mà không làm gương. Bố hướng dẫn con trung thực, nhưng bố thì toàn nhậu nhẹt, chửi tục, chửi thề ở miệng, mà bắt con không chửi thề, không làm được đâu. Chúng ta luyện một cái câu cứ lặp đi lặp lại: nhân này sinh quả gì? Một câu nữa ngược lại này: quả này từ nhân gì? Hiện tượng này từ nhân gì? Hiện tượng con cái ỷ lại hỗn láo từ nhân gì? Con cái lười biếng là một hiện tượng, là quả, thì từ nhân gì? Hiện tượng con cái béo phì sinh ra lười biếng thì từ nhân gì? Đó. Rồi đặt câu hỏi tiếp này: ba gốc hay ba độc? Cái hiện tượng này, cái nhân này, cái quả này, ba gốc hay ba độc? Đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó vận hành hay tham, sân, sợ, si mê nó vận hành? Đó, và lúc này chúng ta phải rèn cả đời trong mọi tình huống. Ba cái câu hỏi này các bạn ứng dụng cho cả nhà cùng học. Lấy một quyển sách ra, cả nhà cùng đọc sách. Bắt đầu lật đến trang nào, tập đặt những câu hỏi này. Ba câu hỏi này đặt vô từng trang sách một. Rồi đi làm thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa, ở vùng cao. Nhân này sinh quả gì? Ba gốc hay ba độc? Cứ tập trả lời thôi. Thì tại sao cả nhà mình không đi làm cùng? 3 tháng đi làm một lần đi. Đó. Nha. Muốn còn trưởng thành từ ba gốc rễ nền tảng: đạo đức, trí tuệ, nghị lực hay không? Tất cả là sự lựa chọn của bạn. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn. Dự án 1 triệu cha mẹ cùng con trưởng thành từ ba gốc của cộng đồng sống tử tế.